Công Vinh đăng tâm thư, hẹn xảy sao kê vào ngày 17 tháng 9. Nội dung cụ thể như sau: thời gian qua, cảm ơn mọi người đã dành nhiều quan tâm cho vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên. Đồng thời, Công Vinh cũng muốn gửi lời xin lỗi, vì ít nhiều khiến mọi người phải phiền lòng. Hiện tại, thành phố đã nới lỏng giãn cách tại một số quận. Vì vậy Vinh sẽ trực tiếp đến ngân hàng sao kê, xin được mời tất cả mọi người đồng hành với vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên trong buổi livestream, mang sao kê ra trước công chúng. Trực tiếp tại Vietcombank vào lúc 14 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2021, trên fanpage của Thủy Tiên. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người và hẹn hò các bạn vào thứ 6 tuần này. Trân trọng. Kèm theo đó, Lê Công Vinh có kèm theo link tổng hợp các tài khoản chi ra cho các tỉnh miền Trung, có giấy đính kèm giấy xác nhận của chính quyền địa phương. Xin nhắc lại vụ việc, trước đó Lê Công Vinh có đăng status. Cụ thể, nam cầu thủ viết, chúng tôi đang phải thực hiện nghĩa vụ của một công dân đối với chính phủ lúc này, đó là ở nhà chống dịch. Sau 15/9 sẽ bớt giãn cách không lâu nữa đâu. Chúng tôi sẽ ra ngân hàng sao kê đầy đủ và livestream cho tất cả mọi người cùng theo dõi, không sao kê online vì chúng tôi là người thật việc thật. Ngay sau đó bản link sao kê online sẽ được up lên công khai để mọi người cùng theo dõi. Đến lúc đó sự thật đã được sáng tỏ, mọi người muốn phán xét hay muốn làm bất cứ điều gì mà mình muốn thì cũng chưa muộn mà đúng không? Bên cạnh đó, Công Vinh khẳng định, riêng số tiền 42 tỷ này, giấy xác nhận có mộc đỏ chính quyền là thật, giấy xác nhận mộc đỏ ngân hàng là thật, nhà chống lũ là thật, nhân chứng vật chứng đầy đủ như thế mà mọi người còn không tin, lại đi tin những lời xuyên tạc vô căn cứ trên mạng xã hội. Cảm ơn bạn đã xem hết video, mọi chi tiết mới nhất Top Hot Channel sẽ cập nhật sớm nhất. Nhớ nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo mới nhất nhé.